Đi cho nó không lấy được đâu. Chiều nó ngoài đến nhà dẫn nó vui cho chỗ nó còn chỗ sợi không dẫn nó vui chỗ sợi nhà mới nói à đấy hỏi cũng chạm đó à mày giống tài á chỗ ngay ngay chỗ đấy mình mà
đâu. Rồi mình nói thì bây giờ mai mốt xã thôi cho mình cũng được rồi. Cao thầy lắm thì là cái hướng thì kêu mai mốt làm cho mình là ví dụ như là nhà ai có cái đơn là anh xin cái cải tạo đất thôi, nó sỏi quá nó cằn cỗi quá thì xin cải tạo dạ vậy đó. Thế nào đó mình hãy lấy gì đó giáo rồi không làm theo hướng mà các tài nguyên sẽ làm được. Có chọn được thì mình làm được chứ có gì đâu, chỉ đơn giản là mình hiện trạng thôi. Chạy chạy vậy đó lên đi. Rồi đó thì gì là ý là bạn làm trước này. Không, đất nhà mình thì ý là bây giờ như này, mình làm cái thứ mình đất xấu mình cải tạo chứ không phải là mình khai thác tài nguyên, hiểu không? Còn anh kia là ngoài cái đấy là khó, chứ đâu mình đâu khai thác tài nguyên đâu, khai thác tài nguyên thì rất là khó, khai thác tài nguyên rồi chứ không biết gì tính rồi. Chứ đây là mình nói là đất tôi xấu thì tôi cải tạo, mình chi cũng phải cầu tự nhiên lấy xấu thì cho nó. Đó. Cái này khác thì tôi cải tạo lại, tôi đổ đất màu rồi trồng cái cải tạo đó mà.